nhân danh cha và con và thánh thần amen kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời chúa của chúa nhật lễ chúa thăng thiên năm b tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh marco khi ấy chúa giêsu hiện ra với 11 môn đệ và nói với họ các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi thù tạo ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ Ai không tin sẽ bị kết án. Những dấu lạ này sẽ đi theo những người đã tin. Nhân danh thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ. Họ cầm được rắn, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu được đưa về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, phần các ông các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những dấu lạ kèm theo. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội long trọng mừng kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu lên trời vinh hiển. Việc Chúa về trời trước hết diễn tả vinh quang chiến thắng qua sự phục sinh. Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, Người cũng chiến thắng những cám dỗ của thế gian nhằm lôi kéo người từ bỏ việc thực thi ý định của Chúa Cha. Chúa Giêsu về trời đem theo những dấu tích của cuộc khổ nạn như bằng chứng của sự hy sinh tự hiến để thánh ý Chúa Cha được nên trọn. Chúa Giêsu lên trời sau khi đã hoàn thành sứ vụ Chúa Cha trao phó chấp nhận làm người giống con người mọi đàn ngoại trừ tội lỗi, yêu thương hy sinh mọi sự vì nhân loại ngay cả cái chết. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ vụ cách tốt đẹp khi vì tình yêu mà sẵn sàng hiến mạng sống cho nhân loại tội lỗi. Việc Ngài lên trời là về nơi Ngài đã xuất phát, là về ngự bên hữu Chúa Cha. Việc Ngài lên trời như là phần thưởng xứng đáng mà Chúa Cha dành cho Ngài việc Chúa Giêsu lên trời không phải là một cuộc du hành vào không gian đến những ngôi sao xa xôi. Đối với người tin vào Chúa Giêsu, lên trời là lên thiên đàng, là đi đến trạng thái kết hợp với Chúa và sống trong tình yêu với Ngài. Khi nói về thiên đàng, giáo lý của giáo hội nói, thiên đàng là cuộc sống viên mãn vì được hiệp thông trong sự sống và tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi với Đức Trinh Nữ Maria, với các thiên thần và các thánh. Thiên đàng là mục đích tối hậu và là sự hiện thực các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảo và chung cuộc. Thiên đàng là nơi có Chúa, lên thiên đàng là được ở với Chúa, ở đâu có Chúa, ở đó có niềm vui và hạnh phúc. Biển cũ thăng thiên không phải là một cuộc ra đi luôn mãi của Chúa Giêsu nhưng là khai mạc một cách thế hiện diện mới mẻ của Ngài, hiện diện vô hình và không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Chúa Giêsu lên trời không có nghĩa là Ngài không ở với chúng ta nữa, nhưng từ nay Ngài là trung gian đắc lực để chuyển cầu ân sủng Thiên Chúa cho con người và đón nhận những nhu cầu ước nguyện của con người dâng lên trước tôn nhang Thiên Chúa. Việc Ngài lên trời như muốn mời gọi tất cả mọi người hãy hướng về trời, hướng lên thiên đàng, nơi vui vẻ đời đời bên Chúa. Ngài lên trời để chỉ đường cho chúng ta đi theo, Ngài lên trời đã khẳng định và xác tín với mỗi người chúng ta rằng quê hương thiên đàng là có thật. Nơi hưởng nơi hưởng vui vẻ đời đời với Chúa là có thật. Ngài lên trời để nhắn gửi với mọi người rằng Ngài đi để dọn chỗ cho chúng ta. Phần chúng ta là những khi tô ngữ, là người thuộc về Chúa Kitô, là người nghe Chúa Kitô, là người sống như, sống trong, sống cùng Chúa Kitô thì chúng ta cũng được lên trời với Chúa Kitô. Trong khi chờ đợi Ngài dọn chỗ, Ngài đã ban thánh thần đấng bảo trợ đến ở cùng chúng ta để hướng dẫn và thánh hóa mọi công ăn việc làm của chúng ta nhằm xứng đáng lên trời cùng Chúa trong ngày sau hết. Từ nay, chúng ta sống trong niềm hy vọng rằng chúng ta có một quê hương đích thực là thiên đàng, là trời, là nơi sẽ được hưởng hạnh phúc viên mãn với Thiên Chúa Ba Ngôi cùng với các thánh. Cho nên, giữa biết bao nhiêu khó khăn thử thách, nhất là giữa đại dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội, mỗi chúng ta hãy biết hướng về Chúa, hướng về trời, hướng về thiên đàng vì chỉ có Chúa mới giải thoát chúng ta và thế giới thoát khỏi mọi sự. Chỉ nơi Chúa mà thôi, chúng ta mới được an lòng và hạnh phúc. Tiền tài, danh lợi thú chỉ là hạnh phúc chống qua và tàn lụi. Chúng ta không nên bám víu vào những thứ đó, nhưng hãy biết bén rễ sâu vào Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu. Quả thật, để chiếm được chỗ ở thiên đàng mà Đức Giêsu đã chuẩn bị cho chúng ta không phải là không có khó khăn và gian nan nghĩa là chúng ta phải chiến đấu để qua cửa hẹp là phải biết từ bỏ tính mê nết xấu phải biết làm lành lãnh dữ yêu thương tha thứ công bằng vui tươi dẫu có đau khổ và thử thách thật vậy cuộc sống thiên đàng mai sau sẽ được quyết định tùy thuộc vào cuộc sống hiện tại của mỗi chúng ta do đó chúng ta cố sao để sống cho tốt cho xứng đáng là hình ảnh của Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc. Khi chúng ta sống tốt và yêu thương là chúng ta đang hưởng phúc thiên đàng nơi trần gian rồi. Đồng thời, việc thăng thiên của Chúa Kitô còn là một lời kêu gọi dẫn bước loan báo tin mừng cho trần thế ngày càng nhiều hơn. Đó là một sứ mạng được gửi đến các tông đồ cũng như đối với con người mọi thời đại. Đó là sự hòa hợp giữa khát vọng về trời của người Kitô hữu và sự phục vụ mà họ cống hiến cho con người nơi trần thế. Mừng lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay, chúng ta hãy ngước nhìn lên quê trời để chiêm ngắm hạnh phúc vô biên mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Quê trời là niềm vui, là nguồn an ủi, là sự khích lệ cho chúng ta, nhưng chúng ta không được thụ động mãi mê chiêm ngắm hạnh phúc tương lai ấy. Chúa nhắc chúng ta hãy chú toàn tốt những bổn phận của chúng ta trong cuộc hành trình nơi dương thế, làm cho cuộc đời này bớt đau khổ hơn, giúp cho người đời biết thương nhau hơn, góp phần làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Đó chính là bổn phận hiện tại của chúng ta, trong khi chờ đến ngày ta được về quê trời hưởng hạnh phúc với Chúa. Mừng lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta hãy suy nghĩ và đặt lại hướng đi cho đời mình sáng suốt nhận ra được đâu là mục đích chính của đời sống nơi dương thế. Cuộc sống trên trần thế này không làm thỏa mãn chúng ta và trần gian này chỉ là nơi tạm bợ, chưa phải là nơi ở vĩnh viễn của con người. Quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Hiểu như thế, chúng ta mới thấy được cuộc sống trần gian này chỉ là một giai đoạn, một sự chuyển tiếp dẫn chúng ta về quê trời nơi Chúa Giêsu đã về trước để chuẩn bị cho chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Giêsu phục sinh và về trời. Xin giúp chúng con biết sống theo lối sống của người để mai sau cũng được hưởng vinh quang với người. Và xin cho tất cả mọi nẻo đường chúng con đi đều dẫn chúng con về quê trời. Ước mong sao qua cuộc sống của chúng con, người ta nhận ra được nước trời đang tỏ hiện. amen